Công an. Cái tiếng gọi gì lên? Ừ, đánh vẽ nó hỏi.
không hiểu. Ừ, được kìa. Chú vậy hỏi mà. Sao giờ chú đang chơi có được không? Chú vậy gọi Hằng ơi thì chắc là đưa cho ai, người ta chuẩn bị cái gì đấy. Thôi được rồi. Cháu đây nhá, chú đi nhá. Kìa kìa, chú đang gọi. Mỗi vâng thế này thôi chứ. Vì là đó là lợi cái nó có vật gai. Nó ở vật gai nó đẩy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.